Thưa quý vị, trong chương mục thủ thuật công nghệ hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn đến quý vị cách kích hoạt và trải nghiệm được tính năng mở cùng lúc nhiều cửa sổ trên điện thoại chạy iOS và cả Android. Có nhiều cách để chúng ta có thể mở được nhiều cửa sổ cùng lúc trên smartphone. Đối với iOS thì nhiều người dùng thực hiện đó là jailbreak để bẻ khóa hệ điều hành và bổ sung những tính năng mới không có trong mặc định. Trong đó có tính năng mở nhiều cửa sổ. Tuy nhiên, với ứng dụng có tên là Split Screen Multi Skin Chúng ta cũng có thể sử dụng đây là ứng dụng giao diện dễ sử dụng thân thiện với người dùng hoàn toàn miễn phí. Quý vị có thể tùy chọn những ứng dụng nào thường dùng, ở đây thì tôi sẽ mở trang web YouTube và một trang web khác ở trên. Việc hiển thị và chạy video hoàn toàn là không gặp vấn đề gì. Kể cả khi chúng ta bật một trang web khác ở trên chẳng hạn như là Amazon. Quý vị cũng có thể điều chỉnh độ rộng của cửa sổ đơn giản bằng cách là giữ phần kết nối giữa hai cửa sổ và kéo lên hoặc xuống. Một tính năng khác của app này đó là chúng ta hãy click chọn icon nhỏ góc phải mở cửa sổ Ở đây chúng ta có thể chọn là thu nhỏ, mở rộng hoặc mở tràn màn hình các tab này Như vậy thì thao tác trên smartphone sẽ tương tự như trên laptop, tiện dụng hơn cho quý vị Và tương tự như là những ứng dụng duyệt web thông thường thì app này cũng có mục đó là duyệt web ẩn Không hề lưu lại lịch sử truy cập Ngoài ra chúng ta còn có mạc hay là lưu password vân vân Mà quý vị có thể tìm hiểu nhiều hơn trong phần setting ngay sau đây và thưa quý vị với những ai dùng iPhone các dòng như là Plus như là 6 Plus, và Plus sắp tới đây là Plus 8 Plus thì điện thoại vận hành đa tác vụ thế này rất đơn giản nhưng nếu không có thì quý vị có thể dùng app này đối với điện thoại Samsung thì đơn giản hơn nữa chúng ta chỉ cần bật tính năng này đã có sẵn trong tiền đó quý vị à đó là phần advanced features và bật chế độ là multi window sau đó chúng ta chỉ cần trở lại màn hình chính chọn duyệt các cửa sổ đang mở nhấn giữ bất kỳ một tab mà chúng ta muốn kéo lên góc Bằng thao tác này thì cửa sổ sẽ tự động đính vào phần hiển thị trên cùng. Phần di tích còn lại chúng ta có thể dễ dàng thao tác như là màn hình chính thông thường, chỉ có điều nhỏ hơn một chút. Một số thủ thuật về cách sử dụng tính năng mở nhiều cửa sổ cùng lúc trên smartphone vừa rồi đã khép lại chương mục thu công nghệ hôm nay.